tìm câu trả lời để lựa đó thì nó xuất hiện hết bốn cái đó. Thì nó sẽ dễ cho các chị có một cái không biết làm gì vậy, cái nào khó cho làm gì vậy ha, để ý ha. Ok, câu số 2. Người ta hỏi gì? Why does a person suffering from an asthma attack attempt to inhale more air? Người ta hỏi lý do hay kết quả? Tại sao mà một cái người mà suffering from attack lại inhale more air? Đúng không? Tôi tìm chỗ nào vậy? Tôi tìm chỗ nào mà tôi phải thở nhiều đó. Chứ đại số mấy? Đại số 2 chứ. Chỗ nào? During, đúng không? During an asthma attack, the patient attempt to compensate the breathing at a higher lung volume to keep the air flowing through the constricted airway and break the hand, blah, blah, blah. Chắc hết. Nó chữ open là không? Như vậy câu lựa chọn của tôi là câu B. Gì? Câu B. Tại vì tôi không thấy câu A mà tôi cũng không thấy câu C mà tôi cũng không thấy câu D luôn. Cho nên tôi chọn câu B. Trời ơi, ai biểu đọc nhiều chay à? Đọc nhiều mình sẽ thấy T, lympho rồi trời thấy cùng lưng. Được chưa mấy anh chị? Thiệt sự là nó dễ lắm đó, chứ đâu có khó lắm đâu. Nó dễ ở chỗ là mấy anh chị đọc chỗ cái câu đó thôi. Làm có thông tin rồi, đừng có lấy ở T lympho để tôi thấy T lympho đâu nè. Cái rồi tự nhiên cố gắng cho cái tự T lympho vô chi tại cái câu hỏi đâu hỏi tới đó đâu. Được chưa? Ha, ok. Mốt đi thi xong ai cho cậu điểm với anh nha. Số 3. A passage suggests that in the past. Trời ơi, in the past rồi, bây giờ in the past rồi nó làm khúc nào cái đoạn quyên cả đoạn không biết chỗ nào không được. In the past mà trong phần quá khứ mà trong quá khứ thì trong quá khứ mà bây giờ tôi chỉ có một cái thứ có thể trong quá khứ thôi. Khúc đầu tiên đó là câu số một luôn. Hàng số 1, đúng rồi, con số 1. Vì cái đó là quá khứ, no longer mà. Không còn nữa, nghĩa là cái đó hồi xưa ta nói, giờ nó hết rồi. Mấy chị thấy câu số 1, câu số 2 nó có chữ gì khác nhau, no longer và now không? Thấy câu số 1 nó không còn được gọi là cái đó nữa mà, bây giờ nó gọi là cái này đúng chưa? Thấy chữ no longer và now chưa? Không biết ha, chỉ có mỗi cái đó là quá khứ thôi đó, nãy giờ mình đọc thấy cái gì đâu có quá khứ đâu. Đúng không? Như vậy câu trả lời cho câu số 3 là gì? Trời ơi, tới chỗ đó tôi không thấy OE gì hết trơn. Câu C. Câu C đúng rồi. Tại sao vậy? Tại vì tôi đâu thấy gì mấy cái kia đâu. Overview tobacco, vô duyên nãy giờ đâu có thấy tobacco. Tới cái chỗ này không thấy tobacco là không làm. Đâu có phía dưới nữa, này trên. Trời. Historical condition, ai biết là cái gì? Chronic condition, câu đầu tiên cũng không phải là chronic luôn. Hồi xưa mà bây giờ người ta mới gọi chronic. Now mới là chronic, còn hồi xưa đâu có chronic. Người ta hồi xưa gọi là gì? Acute mà. Cho nên câu D chọn lấp. Đúng không? Vậy thì câu này tôi chọn đó là câu C, mysterious unrelated attack affecting the lung. À, mấy chị hiểu chưa? Đọc có vậy thôi là làm được câu này. Bởi vì sao tôi cũng làm những câu kia tại tôi đâu có thấy đâu. Chuyện gì xảy ra lúc mà tôi đi thấy hết. Tôi thấy hết có nghĩa là đó là nội dung của cả bài rồi, chứ đâu phải là nội dung của cái câu hỏi đó mà người ta hỏi. Nên chị sẽ bắt gặp một cái bài thi ở ngoài rất khó nha. Một cái bài thi ở phía bên ngoài nó sẽ rất là khó. Nhưng mà nó vẫn là yêu của mình thôi ha. Nhưng mà nó nói chung, ví dụ như nó nói về cái phương pháp điều trị đó được phát minh ra năm nào, ví dụ vậy thì mấy chị sẽ gặp những cái nội dung rất là khó. Nhưng nếu mình đọc từ từ nó giải mã được hết, tức là mấy chị đọc giống như tôi chỉ mấy chị đó, câu hỏi đó nằm khúc đó, câu hỏi này nằm khúc này thôi. Chúng phải tin tưởng là cái câu hỏi phía bên ngoài của mình sẽ khó nha, cái bài bên ngoài mình sẽ khó.
Không, nếu mình còn thì giờ thì anh đánh đuổi anh chị. Vấn đề là nếu bây giờ mấy chị thấy là hết giờ rồi, hết giờ rồi thì mấy chị đuổi. Còn nếu mà tối giờ mấy chị là vân tạm đi, tại vì nó khó nhưng vẫn có cái logic của nó. Nếu mà mình lùi mình uổng lắm, tại vì mình còn giờ. Chừng nào mà mấy chị canh giờ, mấy chị thấy trời còn 2 phút nữa là hết cái bài đó rồi, chứ thích ra ra là hết đi. Còn nếu mà mấy chị thấy còn 5 phút, 10 phút, chị đánh đuổi khi nào? Khi mình còn 2 phút còn lại đánh đuổi, còn 5 phút cũng ráng làm hơi thở cuối cùng, còn 5 phút cũng ráng làm hơi thở. Tức là có nghĩa là còn cái bài cuối cùng, ví dụ mấy chị còn cái bài đọc cuối cùng mà mấy chị cảm thấy cái bài này còn 5 phút nữa thì cũng ráng đi, ráng đọc 3 phút đi. Nếu mà thấy 3 phút là vừa rồi thấy ghê quá, trời ơi, có còn lại quá luôn. Còn nếu mà 3 phút mấy chị làm được, tức là thà mình có một câu đúng theo mình đọc thì còn dư giờ, chứ mấy chị đánh đuổi hết trơn rồi còn dư 2-3 phút cuối làm chi. Ủa, cái khả năng đọc của mình nó có nghĩa là tôi chỉ mấy anh chị cái kỹ năng đọc là mấy chị phải cố gắng áp dụng nó vô, đừng có dịch, đừng có dịch nhiều quá, đừng có dịch nhiều quá đâm ra mình sẽ khổ sở. Đừng dịch nha, hạn chế dịch. Từ xưa giờ tôi đi dạy bao nhiêu năm trời không bao giờ tôi cho học trò dịch nha. Tôi chỉ dịch khi nào mà để cái phần đó nó rất là khó và cái phần đó nó sẽ mập mờ so với người ta thì tôi mới cho người ta dịch. Còn những cái gì mà nó đã dễ hiểu theo có logic không bao giờ tôi cho các chị dịch, bởi vì nó rất là logic. Logic nhờ vào cái gì? Nhờ vào những cái chữ người ta ghi however, in addition, also đó. Nó rất là logic thì các chị dịch. Tại vì càng dịch, các chị càng dịch. Tôi muốn dễ sợ lắm, không biết cái nào tương đương với nhau, cái nào ý này trái ý kia, các chị không biết đâu. Nha. Đừng có dịch, đừng có dịch. Đúng dịch hả chị, đừng dịch. Nha, câu hỏi thì nó theo từ trên xuống dưới, chị đừng sợ. Nó, cái câu này thì cũng phải ở trên. Nhưng có, chỉ có một cái câu đầu tiên á là mấy chị sợ thôi. Bởi vì cái câu đầu tiên luôn luôn là cái câu ý chính của bạn. Luôn luôn là cái câu ý chính của bạn. Đó là lý do tại sao lúc nào tôi cũng kêu mấy chị làm gì. Cái bài đến trong con mắt mình phải làm gì? Đọc sơ trong vòng 1 phút đến 2 phút coi nó nói. Rủi cái bài đó mình đọc sơ mình hiểu sao? Không hiểu thì thôi chứ sao? Tức là tại vì một trong vòng 5 phút đầu tiên của một bài đọc rất là quan trọng. 5 phút đầu tiên của bài đọc cực kỳ quan trọng là bởi vì 5 cái phút đó thôi là mấy chị sẽ có thể biết được là câu hỏi này của đoạn mấy, câu hỏi này của đoạn mấy. Mấy chị làm bài nhanh hơn rất là nhiều. Còn mấy chị mà bỏ qua 5 cái phút đầu tiên là mấy chị sẽ đi mò câu kinh khủng lắm. Mấy chị không biết cái câu này nó nằm đâu, mỗi một câu mấy chị thế. Một câu thôi mà mấy nhìn hết nguyên một bài thì nó phức tạp lắm. Phức tạp lắm. Ví dụ giờ mấy chị thấy câu này, mấy chị biết cái này nó hỏi vậy. Thì hồi nãy tôi nhớ rồi tôi skim bài sơ đó, tôi biết chỗ này. Thì câu này của bạn này tôi làm nhanh hơn, mất đỡ mất thời gian hơn là mỗi một câu mấy chị đọc hết nguyên bài. Hồi xưa làm vậy đó, hồi xưa cứ thấy cái chữ này quay cái này nó đó đây nè, cái rồi không biết nó đang nói gì, cũng phải đọc đọc xong cái tới câu này cũng phải đọc mà. Nhưng mà cái việc mình đi tìm á, nó mất thời gian hơn là mình biết chỗ để mình tìm nha. Cố gắng đi, những cái này tôi nói mà tới chừng mà tôi chết rồi anh chị mới thương tôi đó. Nó muộn màng rồi. Nói vậy chứ trong mấy khoảng thời gian này là tôi rất là căng thẳng, là bởi vì tôi vừa đi học rồi tới ngày tôi dạy mãi cho tới ngày 21, và sáng ngày 21 tôi cũng không dạy. Rồi tối 21 tôi lại phải đi Mỹ đến một tháng cho hoành về. Tôi đi dạy Mỹ một tháng cho hoành về xong rồi được 3 ngày tôi phải đi học. Đi học. Tôi giờ đây là ngày 24 tháng 6, 21 tháng 5 tôi đi, tôi giờ đây là ngày 24 tháng 6. Ngày 24 tháng 6 tôi được nghỉ một ngày đến ngày 26 tháng 6 tôi đi học. Tôi đi học cho đến 3 tây tháng 7 là buổi cuối cùng của buổi đi học. 4 tây tháng 7 tôi mới đi Hà Lan. Tôi đi Hà Lan cho đến hết tháng 7 tôi mới về tới. Và khi tôi về tới hết Hà Lan thì tôi phải làm bài cho 5 môn. Tại vì tôi đi học, bài làm tôi được thầy cô giáo quản lại sau đó 3 tuần. Là phải đi làm và làm cho 4 môn tập học ở Hà Lan và làm bài cho 4 môn đó. Cộng thêm một cái môn tôi bị delay một tháng nữa là tôi phải làm bài 5 môn. Và từ đây đến cuối năm tôi hoạt động như thế đó chị. Cho nên là không biết ai chết trước ai nữa.
sao đâu, cô có được dạy không? Dạy thì nói là bữa đó mình bận đi công tác thì vậy đó, chết mất tiêu rồi, mà bây giờ lúc đó nó chịu cũng khó rồi, cũng quen. Ok. Của tuần này hả? Sáng thứ bảy là phải không? Sáng thứ bảy tôi có đi cách thi. Sáng thứ bảy ba người đi cách thi, tôi cô Nhơn với lại cô Thúy là Thúy đó. Thúy là cô Nhơn ba người. Tôi nói mấy chị là mấy chị vô trường đi khoa Phạm Hồng Thạch, mấy chị chỉ bắt gặp người già và anh Nhân thôi. Tôi là một người trẻ nhất. Lý do là sao mấy chị biết, mấy chị chỉ thấy người già dạy tiếng Anh chuyên ngành không? Mấy chị đi học tiếng Anh chuyên ngành xưa giờ mấy chị có theo bà già không á? Có cái người trẻ đâu. Vì lý do gì? Dạy cực quá người ta không dạy. Tại vì chuyên ngành học cực quá, dạy rất là cực. Mà tiền có nhiều trong. Thì tôi dạy tới bây giờ trong trường đi học Hồng Thạch tôi biết tiếp tôi được nhiêu nữa. Tại vì tôi dạy mấy chị năm nay năm sau tôi không có tiền rồi, ghê sợ trường chứ ghê kinh khủng, mà thi cố tiền tôi không biết tôi lãnh tiền của lớp nào nữa, ghê lắm. Tại người ta không có nói tôi biết là cái này lớp gì lớp gì biết, có nghĩa là cái lớp mà tôi dạy có thể là tôi dạy cách đây khoảng năm nửa năm rồi, tới giờ tôi không có tiền, mà tới trường chuyển vô tiền tôi không biết có tuyển đâu nữa, mà tôi cũng không biết gì hết trơn. Cho nên là không biết một tiết được nhiêu tiền nữa, rồi không biết cái tiền này là của lớp nào, rồi không biết tiền này lại gì, rồi không biết gì ở trong đó, thì cứ vậy đó. Vui lắm. Cho nên là vấn đề nằm ở chỗ là dạy y thì mấy chị chỉ thấy là ông bà già dạy thôi, là bởi vì thứ nhất là ông bà già đại khái là có nhiều quyết là biết dạy riết là nó quen, dạy cái riết là nó quen, chuyển sang cái khác thì họ cảm thấy đó là một cái trao lên nhiêu, một cái thử thách đối với người khác. Ví dụ người già mà đi dạy giao tiếp thì trời ơi khó hiểu lắm, cứ ngồi vậy sao dạy giao tiếp, học trò đâu chịu, học trò học anh văn giờ nó ghê lắm, học trò bây giờ họ rất là không có tiền nữa, cho nên họ có một cái sự lựa chọn rất là ghê gớm, cho nên nếu mà mình dạy họ cảm thấy không phù hợp thì họ được lựa chọn cái chỗ khác. Cho nên là những cái người mà lớn tuổi mà đã dạy ăn năn rồi, mấy chị một là vô trường Phạm Hồng Thạch, hai là mấy chị vô trường y dược tôi quên á, mấy chị thấy trời ơi là dạ không có thấy con đi, tại vì dạy rất là khó, dạy khó lắm, dạ bởi vì sinh viên y khoa của mình nó giỏi mà người đó là giỏi chứ nó không muốn nói bậy bạ gì, còn những trường khác trường nói bậy bạ cũng nghe nữa, nó rầm la nó cũng nghe nữa, còn y đâu có phải nói rầm la mà người ta nghe. Cho nên mấy chị sẽ thấy một đặc trưng của những trường của người dạy tiếng Anh y khoa là rất là già. Đúng rồi, đó tôi nói là một cái già là thật sự á, mấy chị rõ ràng mấy chị thấy là học cái này á, muốn hiểu được cái tiếng Anh này mấy chị phải có cái chuyên ngành chút xíu mấy chị mới hiểu được. Như cô Nhân nói như tôi thì hiểu nhưng mà tôi không có cái cách gì đạt được. Đó thì muốn diễn đạt được thì mấy chị phải hiểu chút xíu về chuyên ngành. Mà tại sao phải hiểu chuyên ngành? Tôi đi dạy tiếng Anh tự nhiên bắt tôi phải ngồi đọc y khoa rồi tôi cực quá, giờ đó tôi đi kiếm tiền xuống không? Cho nên hầu hết giáo viên trẻ của tôi là không. Tôi đã từng bị rất là nhiều người than phiền về những cái giáo viên mà tôi mời khác, tức là tôi dọn vô bệnh viện xong rồi một mình tôi dạy không hết thì tôi mới mời giáo viên khác dạy chung. Thì khi tôi mời giáo viên khác dạy chung thì những cái ông bác sĩ rất là khó chịu. Ông gặp tôi, ông nói, ông thầy đó mà dạy cái gì trời ơi, cái ông đó là ông dạy xịn nhất ở trong VUS đó, ở trong Học viện Mỹ đó. Tại vì mời đâu có phải dám mời thằng Đại đâu, mời cái người thiệt là xịn, gọi là Teacher of the Year, tức là ông thầy giáo của năm của VUS. Vô, thầy đó mà dạy gì? Trời ơi, hết hồn, tôi mới nói, ủa chết cha rồi sao anh dạy, thầy đó dạy sao? Cái si danh mà cũng đọc sai, trời ơi, ghê quá, sao vậy? Cái syringe mà rồi không biết ông thầy em đọc gì ai biết, cái này cũng đọc sai nữa, thế là tôi sợ quá tôi bắt đầu tôi phải đi lên cái lớp đó tôi dạy, rồi tôi cho ông thầy ông xuống cái lớp thấp hơn để dạy giao tiếp nói bình thường thôi, chứ còn cái ông kia trời kinh khủng lắm, mấy chị phải đi vô bệnh viện mấy chị mới biết mấy ông bác sĩ ông hành hạ người ta như thế này, tức là ghê gớm lắm, mấy ông bác sĩ già 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 vậy nè rất là ghê gớm, trẻ trẻ thì còn đỡ. Tôi làm đề thi cho đại thi tiếng Anh cho mấy cái trường trong một số bệnh viện để họ tuyển nhân viên á, thì tôi vô tôi cũng vậy đó, tôi vô thì tôi cũng làm đề thi tiếng Anh cho họ tuyển nhân viên, tôi nhìn đây tôi thấy 1, 2, 3, 4, 5 hàng ngày cái ra nói là ông sếp năm đó làm được đó, đi mình nhìn đó là bài là mình biết làm được hay không, mình
cho đề nghe lên mình nhìn này, mình biết liền ngay lập tức. Rồi chấm thi rồi tất cả mọi thứ thì tôi thấy trời mấy ông bác sĩ già nó kinh khủng, mấy ông bác sĩ trẻ đó. Ở đây mình có ông già không? Không già. Ngay là một đó có cái người sồn sồn hết trơn chứ không ai gọi là trẻ. Nếu mà trẻ thì thoáng hơn một chút. Còn sồn sồn nó căng thẳng lắm. Cho nên là thường tôi lúc nào cũng là một khi sinh, ví dụ như cái chỗ đó mình mới nhận là bắt buộc tôi đi luôn đằng trước. Nếu mà dẫn không có đứa nào vô một cái là trời đó ơi, là ngày mai là nghe là trời ơi, kinh khủng khiếp lắm. Mà đáng lẽ là mấy chị phải thông cảm cho thầy cô giáo dạy tiếng Anh, tại vì họ là cái chuyên ngành của họ phải là tiếng Anh. Đó là lý do cho nên phải thông cảm, thương người ta chút xíu, dù tâm biết chỉ người ta hay gì đó để ta không biết cái đó là chỉ ta. Ví dụ vậy thì là nghề đó dạy nghề mà. Ví dụ như giờ tôi dạy mới đầu, tôi bắt đầu tôi dạy tôi cũng phải cực khổ lắm, từ từ tôi mới quen, từ từ cũng cực khổ. Tại vì tôi dạy ở bên trường mình, bên bệnh viện Mekong là tôi dạy gần khoảng 6-7 năm trời cho bệnh viện bên đó. Tức là họ cứ nói cô tới đi cô mà không tới là coi như tụi em quên hết rồi. Thế là tuần nào cũng tới 2-3 buổi, tuần nào học miết mà cái trời, mấy chị gặp tôi hoài có chán không? Không chán cô cũng học hoài đi cô, trời ơi. Xong rồi cô kia mới nói trời ơi, chị dạy riết rồi còn gì để dạy không? Trời ơi, tài liệu người ta tơ rồi, chứ không? Tức là dạy tới cái khúc mà muốn lấy máu thì bệnh viện của mình á thì là vô nín thinh à. Mình muốn làm gì mình làm bệnh nhân dồn vậy thôi, mà hỏi cái là bị chửi liền ngồi nghe là gì. Nhưng mà ở bên bệnh viện của quốc tế thì nó không phải là như vậy. Ví dụ mấy chị muốn làm thôi gì mấy chị bị giải thích, chị đó ngồi xuống nha, cái này là cái đồ Tony Kekka cột vô, rồi nhớ là cái này là để disinfection và để sát trùng ha. Rồi nha, xong lấy máu nha, thấy không, là lấy bao nhiêu đó, xong rồi giờ bẻ cái tay bỏ cái này vô ha, trong vòng 2 phút sau đóng lại. Rồi sau đó 2 phút sau mở ra dán lại. Mỗi một cái hành động mình làm mình phải nói, giống như mình đẩy bệnh đi đó, tôi là người đẩy bệnh đi, tôi nói chị ơi sáng dậy ngồi dậy được không, ngồi dậy được phải không, tất cả những đó phải nói bằng tiếng Anh đó. Thôi thì ngồi được không hay là tự đi hay ngồi lên xe lăn, xong rồi chị dở trên đường đi, tôi nói là bây giờ mình đi ra nha, xong tới chỗ đó mở cửa ra tôi nghĩ ồ đây là anh này nè, ảnh sẽ dẫn chị đi nha, rồi ảnh làm xong ảnh sẽ để chị ra đây, tôi đứng ngoài đây chờ. Từng một cái người đó tôi phải nói như vậy bằng tiếng Anh đó, cho nên bệnh viện mình sướng lắm, đến thân nè, mình nên hỏi tuổi muốn chết luôn, bệnh viện đâu có dám hỏi tiếng nào đâu, và nó dễ sợ thì thì đó. Bởi vậy cho nên những cái bệnh viện mà tôi dạy như vậy, họ nói rằng là bệnh nhân mà la mình đó là mình phải nín thinh, mình cười nữa. Còn có một số bác sĩ là được yêu cầu đó chị, ví dụ như bây giờ tôi là bác sĩ nói được tiếng Anh, tôi là bác sĩ nói được tiếng Anh thì cái bệnh nhân nó họ vô họ sẽ nói là tôi yêu cầu cái bác sĩ đó nói với tôi bởi vì cái bà đó nói được tiếng Anh. Nhưng mà những quốc tế nó có như vậy đó, cho nên họ có cái động lực để họ học tiếng Anh, thì khi họ học tiếng Anh thì họ có nhiều bệnh nhân hơn. Nhưng nước ngoài họ đương nhiên tôi muốn cái bà đó, bác sĩ khám phá cho tôi bởi vì tôi nói được tiếng Anh với bà. Chứ nhiều bác sĩ họ có động cơ học là vì lý do đó, chứ không phải là không nói được những cô khác đi không được. Không, bà kia đó đó em chỉ thôi mà. Còn rồi cái chị đó là chỉ làm phần thủ quỹ, cái toán á là cũng phải học, chẳng nói là đưa cái phiếu xanh, phiếu đỏ, phiếu gì có chị nói trời, lúc em chưa học cô em muốn bà đưa cái phiếu đó lên, nó trong phòng có nhỏ bọn áo lên chị biết mà không. Tức là có màu xanh, màu đỏ, màu vàng đó, lúc đó trời cô biết không, em thông minh lắm, hỏi sai bây giờ em muốn bà đưa cái phiếu màu đó mà em không biết cái màu đó kêu bằng cái màu gì, trời hơn đó trong phòng có nhỏ bọn áo đó, cái em mới chỉ cái áo đó, em mới đưa giống em. Không biết nữa, thì cô đó cũng nói vậy thì mình nghe vậy thôi, rất là buồn cười. Xong rồi cứ mỗi cái câu hỏi là cô ghi xuống, rồi cái cô để cái bên này nè, cứ mỗi lần trong cái tình huống đó là cô lỡ ra, cô đọc. Đúng rồi, xong rồi một vài lần, bây giờ cô là người giỏi tiếng Anh nhất bệnh viện, mỗi lần có cái chuyện gì mà xuất viện mà không biết là bảo hiểm đồ này kia, không muốn bảo hiểm đồ này kia không biết rồi, kêu bà xuống, kêu bà giỏi lắm. Cho nên tôi chỉ mấy chị nè, đối với cái kỹ năng đọc mày mỗi ngày mấy chị lấy sách ra, bất cứ một cái bài đọc ngắn dài tôi không quan trọng, tôi không cần cái bài nó phải dài như thế này, tôi chỉ cần mấy chị mỗi ngày lấy một cái bài ra ngắn như vậy thôi và áp dụng cái kỹ năng hồi nãy giờ mày học,
chỉ làm như vậy thôi, đừng đọc nhiều nó ngán lắm. Mỗi một ngày lấy một cái khúc như vậy thôi, và mấy anh chị coi là câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 nó có also, in addition, however, bắt gì giống như mà nãy giờ mình làm không? Chỉ cần làm nhận một ngày một đoạn như vậy thôi, là sau đó mấy chị sẽ làm rất là đẹp. Ha, ok, mình sẽ còn hết mấy câu còn lại, mấy chị câu số 4. Câu số 4, tôi lấy thử gì đây mấy chị? Which of the following would be best replacement for the underlying word exacerbation? In this passage, exacerbation của tôi là hàng ở cái đoạn số 5, hàng số 2 từ dưới đến lên. Bây giờ đoạn số 5, hàng thứ 2 từ dưới đến lên. Đúng không? Most exacerbation can be prevented thì chắc chắn đây là gì? Cũng là một cái cơn hay là một cái attack, đúng không? Cho nên tôi sẽ chọn câu A hay câu B, cô xin câu đi. B. C của mình là trigger. Câu B. Câu B của mình là attack. Chắc chắn là câu A sai rồi, đúng không? Câu A sai hay đúng? Most exacerbation can be prevented by the combination of avoiding triggers. Như vậy nó có phải là triggers không? Không phải. Mấy chị đọc cho tất cả triggers nha. Most exacerbation can be prevented by the combination of avoiding triggers. Như vậy cái này có phải là triggers không? Cái này có phải là triggers không? Có phải là triggers cho nên tôi suy ra đâu có đúng. Trơn, đúng không? Nặng nề. Tấn công. Cho nên câu lựa chọn của mình là gì? B. B. Attack, đúng rồi. Số 5 của tôi nằm ở đâu? The passage mentioned the following. Hey, tôi thấy chữ changes. Mấy chị thấy chữ cái changes không? Thì mình đọc cái khúc nào nãy nó nói về change, ngoại trừ cái gì đó không có change. Thay đổi. Cái gì không có change? Một là severe cramping in the chest, hai là heavy breathing, ba là airway block là có nè. Đúng không? Airway của mình block bởi gì mấy chị? Câu C đó, airway của mình block bởi fluids. Fluids hồi nãy mình kêu bằng cái gì trong bài quên rồi? Mucus đúng không? À, mucus. Constricted airway có không? Có luôn. Có luôn, nhưng mà cái gì không có? Câu A, severe cramping. Cramping. Đúng rồi. Nó không có severe cramping. Severe cramping là symptom chứ không phải là change. À. Số 6. Cái nào quan trọng? Trigger nào như thế nào? Anh tôi đọc câu hỏi nè. Trigger. Reducing symptoms of asthma. Làm giảm. Đúng không? Những cái trigger nào được mention trong cái passage có thể giảm cái symptom của asthma, là tôi nhớ tôi có đọc cái này rồi đó. Physical exercise. Đúng rồi đó. Cái gì? A, B, C, D. Trời ơi, có cái câu mà love family pet gì thế ghê. Trên đời trời đất tôi có cái câu rất là vui là Lucy á chị. Vui lắm. Nãy nãy tôi thấy có một animal. Yêu lòng thú. Đúng không? Ở đây tôi sẽ giảm trigger mà nó làm passage reduce the symptom of asthma. Ở đây tôi có ba cái nè, một là câu A using a fan. Có hay sai? Câu A đúng hay sai? Sai. Người ta nói là using air conditioner chứ không có using fan. Cho nên câu A bỏ rồi. Câu C bỏ luôn rồi đúng không? Cái câu C cũng có rồi đúng chưa? Vậy tôi còn A và B. Xin lỗi B và D. B còn bỏ bao nữa. À, câu B exposure to second hand cigarette smoke. Trời ơi, câu C là câu B là cái câu bị đó. Còn bỏ dữ vậy. Là còn bỏ dữ nữa. Cuối cùng câu đi chỗ này cái khúc nào mấy chị? Mặc dù cái khúc however đó. Dù cái khúc cuối mà người ta nói physical activity có gây nên asthma không? Có chứ. Có chứ. Nhưng mà tôi lại có chữ gì? However. Đúng rồi. Như vậy câu số 5 của tôi sẽ là đi. Đi. Rồi. Câu số 6. Câu số 6 đi. Xin lỗi. Câu số 7. Tôi qua chữ gì rồi? Tới đâu rồi mấy chị? Tới đâu rồi? Tới doctor rồi đúng chưa? Câu số 7 là tới doctor rồi đúng không mấy chị? À, câu số 7 là tới doctor rồi, là nằm tới đâu rồi? Nó nằm
examination by doctor. Tại sao vậy? Tại sao mà cái patient mà bị asthma have an apparently normal, tức là có thể có được một cái thể, tức là cái hệ hô hấp của mình bình thường, đúng không? Khi khám bệnh thì là hệ hô hấp của mình bình thường, tại sao họ có thể bình thường vậy? Này nó thay đổi hàng ngày. À, bởi vậy cái gì symptoms vary throughout the day. Đúng rồi, vary throughout the day. Cho nên câu trả lời của mình là câu A. A, đúng rồi, asthma symptoms. Bởi vậy tôi nói với chị là cái quyết định đọc cái chỗ đó là quan trọng nhất. Bởi vì tất cả mọi thứ của tôi đều có ở trong bài hết trơn á. Có những câu vô duyên mà nó không có thôi, giống như yêu thú mà để là không có thôi, đúng không? Ha, còn tất cả mọi thứ đều có, cho nên tôi hỏi mấy chị là cái chỗ này là khúc nào là vậy đó. Ok ha, như vậy câu này tôi sẽ chọn câu 7, chọn câu A, câu 8. Who might be the most logical audience of this passage? Câu này ở bên ngoài. Ai cần? Ai có thể là cái người đọc cái bài này? Bài này là dành cho ai? Các bà mẹ rồi. Một, researcher. Hai là healthcare professional. Ba là a mother whose child has been diagnosed with asthma. Số bốn là anti-smoker, smoking activist. Ai? Cái đối tượng của cái bài này là ai? Các bà mẹ. Research study đúng không? Có phải là cái người học về học, cái người cái researcher là cái người nghiên cứu không? Không, 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 không nghiên cứu. Cái này chung chung quá mà. Thứ hai, healthcare professional, chuyên gia phải không? Không luôn. Không, chuyên gia viết cho người ta đọc, đọc người ta đang hỏi là cái audience của mình là ai? Câu trả lời của mình là câu C. Đúng rồi, a mother. Tại vì sao tôi không chọn câu đi mấy chị? Tại vì anti-smoking nó chỉ là một cái nhỏ xíu ở trong bài. Câu đi đó là một cái phần nhỏ ở trong bài, là cái khúc này đang nói về khói thuốc gây cho người đó bị asthma, chứ đâu có phải là activist. Số 9. What is the reason given in obstacle why passive smoke should be avoided by children? Tại sao? Lý do mà tại sao passive smoke, con nít nó phải tránh được passive smoke? Để nó đọc khúc nào mấy chị? Cái bài nói về smoke á. Rồi mấy chị đọc khúc nào đây? Cái khúc mà of course asthma sufferer, đúng không? Asthma sufferer should avoid tobacco smoke, cigarette and pipe smoke is trigger, whether the patient smoke or inhale smoke from others. Rồi, smoke increases the risk of allergic sensitization of in children. Đấy chưa? Increases the severity of symptom and may be fatal in children who already have asthma. Rồi, mấy câu đó thôi, mấy câu đó thôi. Như vậy câu trả lời của tôi là câu đi. Câu gì? Đi. Ờ, đúng rồi, breathing smoke can lead to fatal asthma attack. Câu A nó là gì thế này? Mấy chị, mấy chị coi dùm cái nghĩa của nó đi, cái này khó. A smoke-filled room is a breeding ground for viral respiratory infection. Tức là một cái phòng mà đầy khói là một cái nơi sinh sản của nhiễm đường hô hấp do virus. Đúng không? Cái này nó khó nên tôi mới quay trở lại. Super B, smoke can stun an asthma, tick children grow. Tức là smoke có thể làm cho phát triển cái sự gì? Cái sự hay con. Okay. Smoke can heighten the intensity, tức là làm cho cái mức độ nghiêm trọng của việc triệu chứng asthma càng ngày càng nhiều hơn. Đúng không? Heighten the intensity. Không có. Nó đâu có đúng đâu. Tại vì ở trong bài nó cứ nói. Trong bài không có. Trong bài nó cứ nói chứ tại vì thực nó đúng. Phải sai. Tức là có những cái mà trong bài nó nói thì mình phải tựa cái trong bài nó nói, chứ không phải là theo tôi thì nó không có theo tôi, phải theo trong bài nó theo tôi. À, thì công si cũng có thể đúng, nhưng mà không có trong bài thì chỉ có cô đi nó có breathing smoke can lead to fatal asthma attack. Bốn câu này đúng hết. Bốn câu này đúng hết, nhưng mà ở trong bài anh người ta hỏi là trong bài thôi. À, tại vì người ta có chữ in this article mà. Nếu mà người ta không nói trong bài thì mấy chị chọn hết thì sao? Cho nên trong câu hỏi của các chị có thêm chữ gì? In this article này. Trong cái bài này. Đúng không? Các chị đọc cái câu hỏi, các chị sẽ thấy cái chữ in this article.
xác nha mấy chị. Ngoại trừ. Tất cả đều đúng ngoại trừ. Tất cả đều sai ngoại trừ mấy cái câu đó khó đó. Nha, cái câu là tất cả đều đúng ngoại trừ là phải hiểu hết. Tất cả đều sai ngoại trừ là phải hiểu hết. À, số 5 quay trở lại. Nè, quay trở lại. Nè, tôi đọc lại nhé. Câu số 1. Rồi, kêu lại nè. Câu số 1. Đi. Câu số 2. B. Câu số 3. C. Câu số 4. B. Câu số 5. E. Câu số 6. Số 6. Đi. Câu số 7. E. Số 7 E ha. Câu số 8. C. Và câu số 9 là đi. Tương tự mấy chị về nhà đọc đây, đi đi theo kiểu đó dùng cho tôi đi nha. Được không? Có đây đi thì mình sẽ đọc giống như vậy. Đi đi system ở trong lớp có học không? Học đi system phải đi system đi. Hết rồi. Hard support energy may have provide a power peacemaker integration. Thì bây giờ có cái bài đây đi thì giải dễ cho mấy chị rồi đó. Nó sắp xếp theo kiểu đó. Nhớ được không? Đọc dùm tôi theo cái kiểu của tôi coi có hợp hiệu quả không nha. Còn nếu mà không hiệu quả thì quay trở lại với bạn này mình. Ok, cố gắng thôi. Tuần này tôi học thê thảm quá. Thì tôi phải làm đề mới làm đủ thứ hết cho nên là... Thì sắp tới rồi.